Theo dự báo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ nay đến tháng 6 năm 2024, mực nước trên các sông biến đổi chậm, theo xu thế xuống thấp dần và ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Dòng chảy trên các sông suối tiếp tục giảm dần và có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 15 đến 40%. Mặn có thể xâm nhập sâu vào nội địa và độ mặn có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Để hạn chế thiệt hại đối với sản xuất và đời sống của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến và dự báo về thời tiết xâm nhập mặn, nắm chắc thông tin về nguồn nước để cập nhật phương án kế hoạch phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phù hợp. Trường hợp xảy ra thiếu nước phải ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt, tưới cho cây lâu năm có giá trị kinh tế cao và các nhu cầu thiết yếu khác. Tổ chức ra soát xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt. Để chủ động có giải pháp đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, không để người dân thiếu nước. Các sở ban ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan khác theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do nắng nóng, hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn gây ra.